Tại sao Giới lại không có siêu? Tại sao Sếp Hơi Bánh lại nói rằng nhớ chính hãng trăm phần trăm mà những dòng âm soi này, những anh em mà thích đi những dòng cái nhớt mát, nhớt êm mà lại mở cái nắp chai này ra nó không có siêu trên này? Thì hôm nay Nhật sẽ thay nhớt và giải thích vấn đề này cho anh em xem. Riêng về dòng nhớt âm soi thì anh em cũng biết về đặc tính của nó, êm và mát. Nhà sản xuất của họ đưa ra là chai dung tích 946ml được nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ ha. Và bên nhà sản xuất họ cung cấp, họ nói rằng á, nhớt chính hãng của Mỹ nhập về là không có cái xi ở trên này và chỉ có chai 946ml thôi. Cho nên anh em cứ an tâm về vấn đề chính hãng nha, tem mát rõ ràng. Mình sẽ khui thử cho anh em xem. Ở đây nó có xi nè, xi là xi vỏ miệng chai chứ không phải là cái xi dán ở trên nha. Đây. Mở ra sẽ nghe cái đốc liền anh em. Nó. Đó ha, nghe cắt liền. Và đây không có cái xi trên này. Như vậy anh em cứ yên tâm vấn đề nhớt chính hãng nha. Nhật không biết là anh em thay nhớt ở đâu, mua nhớt ở đâu, nhưng mà anh em mua nhớt và thay nhớt là Sếp Hơi Bánh quan tâm về vấn đề nhớt chính hãng, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, được phân phối chính hãng từ Việt Nam và chắc chắn những thương hiệu nổi tiếng như là Repsol, Amsoy, Liwi, Motul đó được nhiều anh em tin dùng trong thời gian rất là dài. Cho nên bên Nhật, bên Sếp Hơi Bánh của Nhật mới nhập về và cung cấp đến anh em sử dụng con xe của mình cho nó an tâm và an toàn hơn. Về cái quy trình thay nhớt á, thì Nhật chắc chắn với anh em rằng được đồng nhất ở tất cả hệ thống của Sếp Hơi Bánh mình khắp thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Biên Hòa. Xả bằng con ốc ở phía dưới, nhiên xe nhiều lần cho sạch hết nhớt kỹ, rồi bắt đầu mới lau sạch lại hết tất cả những chi tiết nắp nhớt, ốc xả nhớt sạch sẽ lại rồi mới thay nhớt mới vào. Đó, nhiên xe. Nói chung là tất cả cái thật bên Sếp Hơi Bánh mình sẽ nghiêng cho nhớt nó chảy nhiễu nhiễu vậy nè. Đó, anh em thấy đứng xe rồi mà nó nhiều ít vậy, bắt đầu mình sẽ lao những cái con ốc xả nhớt. Là những thao tác quen thuộc, mình sẽ lót dẻ vào kịp, mở nắp nhớt, dùng khăn lao lại miệng luôn, lao lại quặng. Và đặc biệt là những cái nhớt tổng hợp nó luôn có phụ gia và nhiều thành phần trong đó, cho nên khi thay mình phải lắc. Có nhiều lít Nhật lên rồi về vấn đề mà chai dung tích 946 hoặc là chai dung tích 1 lít hoặc hai những con xe có dung tích nhớt máy là 800ml. Thì cái thao tác khi mà đổ hết một chai nhớt vào một con xe là như vậy nè anh em. Để chống đứng và nghiêng qua nghiêng lại nhiều lần ha, và lắc. Có nghĩa là mình đã sẽ cố gắng, bên shop mình sẽ đưa ra những cái cách làm phục vụ con xe của anh em làm sao mà kỹ nhất, an toàn nhất con xe, như vậy là sạch nhất hẳn trong chai, không chờ là bất cứ gì hết ha. Tiếp đến là mình lau lại cái nắp thâm nhớt, dùng dẻ lót lại và dặn lại để tránh tình trạng khi mình mở hay là dặn lại, tránh tình trạng chạy cái nắp thâm nhựa của anh em. Về cái nhu cầu sử dụng của anh em không riêng gì xe côn hay là xe ga hoặc là xe quay đi, thì anh em nếu mà muốn có êm mát thì dòng âm soi này là một lựa chọn tuyệt vời luôn anh em. Đi quãng đường mỗi ngày thành 40-50 hoặc là 100 cây thậm chí nó vẫn có đặc tính êm mát. Thì nhiều anh em khi mà thay nhớt, có nhiều anh em con gái hoặc là nhiều anh em đi chơi tour đi phượt vẫn rất là thích dùng âm soi này. Và an tâm về vấn đề ghé lại Sếp Hơi Bánh thay nhớt thì những dòng nhớt luôn là xác nhận, an tâm về vấn đề chính hãng. Đã được an tâm về tư vấn nhớt phù hợp với anh em rồi, những dòng mát, dòng bốc đều có bán hàng mình tư vấn. Đã được an tâm về vấn đề chính hãng của các dòng nhớt trên kệ Sếp Hơi Bánh mình mà Nhật vừa liệt kê thì còn được nhiều nữa ta. Ngoài ra thì anh em cứ ghé vào Sếp Hơi Bánh thay nhớt sẽ được 4 bước chăm sóc xe không tốn phí, bơm bánh nè, tăng thắng, tăng sơn, tăng côn hoặc là bơm lau bằng kính đồng hồ. Tuy nhiên thì nếu mà anh em hàng tháng ghé vào shop mình thay nhớt, nếu con xe của mình đang có vấn đề khó chịu về cái gì đó, tiếng kêu lộc cọc hay là chạy đảo niễn lắc xe, đừng có ngần ngại, nhờ mấy bạn kỹ thuật của mình kiểm tra, lúc đó sẵn tiện sẽ khắc phục cho anh em tại shop mình luôn. Sếp của Nhật thường hay nói á, không quan trọng là hóa đơn của anh em là bao nhiêu tiền, quan trọng là shop của mình phục vụ khách hàng hài lòng, quay lại thường xuyên với Sếp Hơi Bánh. Như vậy là bên shop của Nhật vui rồi ha. Cảm ơn em xem clip, xin chào và hẹn gặp lại anh em. Bye bye.